Bây giờ ông câu tôm lên cho mẹ con tôi ăn. Ông mẹ nó tỉnh rồi, câu nhiêu thì nó quất hết nhiêu rồi. Dùng thứ ma quỷ nó ăn mà, nó ăn cái bọn nó ăn không còn trễ mà. Thì trong bây giờ hồi đó là cái xuồng á, mà cái trong chỗ ngồi này có cái sạp, mà ngoài cái sạp đó, đó thì nó trống lỏng, để hất tôm thảy, hất tôm thảy đó, chứ đâu có sạp xuồng gì đâu. Thì ngồi đó nó ăn rồi, rồi mới nói với con á, ăn no đi con, rồi bắt đầu mình lên ngủ. Ông này đó, ông còn tại hơn ông trước nữa, ông sợ rồi, bởi vì nó hiển hình mà, thấy không? Cái ông ấy đi, trời ơi trời, đủ mà tao hất tao bao nhiêu là mày ăn hết tao bao nhiêu rồi ngày mai tao lấy gì tao ăn. Ở ngay chân đầu kinh của Mương Bà Chủ, mà nằm phía bên, ví dụ như ở ngoài này mình đi vô đó nha, nó nằm bên trái mà đâu có, không có lộ, nó chỉ có đường đi thôi. Trong đó đó, cái khúc đó đó, nhưng mà cách cái đấm rừng đó đó là chỉ có ba ông thôi, có ba cái nhà là bên đầu mà cao đài, à, không phải không bảy, à, không phải cao đài, nhưng mà bên bên gì mà để tóc gõ mỏ mà trong kinh đó, bên Hiếu Nghĩa là có ba ông đó là bên Hiếu Nghĩa, nhưng mà ông không ở gần đó, nhưng mà khu vực đó đó nó không phải nhỏ đâu nha, theo mà cái dòng thành của nó đó, ở trong đó nó có con lùng lớn lắm, nhưng mà cái lùng đó đó nó tôm với cá đây. Bây giờ nói mình mà nuôi cá nuôi tôm ở trong hầm đó là chưa bằng cái chỗ đó, nhưng mà ma đó, nó nằm trong đó là thường, nó ở trong đó thường. Cái gốc cây đó đó nó lớn lắm chứ không phải nó nhỏ, nhưng mà cái tàn của nó dám ra ngoài luôn, hang cao chừng công đất luôn, cái tàn á dần giống rồi đó, nó ngủ rồi nó dần giống. Nhưng mà trong lúc đó bị gì có thế này, mấy ông cậu á, thì lúc đó là chú ba cũng không có lớn gì mấy, nhưng mà chỉ nghe thôi, nhưng mà chú ba có tới đó luôn, lội tới đó luôn á, lội tới vòng cái khu vực đó. Chú ba cho hỏi gốc cây gì mà nó to chứ chú ba? Cây đó là cây rừng, mà không phải mà mình cũng không có nhớ tới rồi, cây đó là kêu cái tên nó là cây gì, nhưng mà cái tàn nó đó đúng là nó có thể dụ như cái gốc của nó là chừng 2-3 người ôm gì, nhưng mà ở dưới gốc cây á thì coi như lung bào không à, lung bào không à. Nhưng mà cá thôi trời ơi đừng có nói tới, bây giờ nó không phải nói cho bây giờ mình thọc tay về mình xúc bắt cá cũng được nữa. Rồi mấy ông cậu ở lân cận á, thì thường thường hồi đó là đi hớt tôm, dân câu tôm vô đó bủa câu mà trong đó đó là coi như là mấy ông có cái vợt vô hớt tôm, thì nó trên đầu cây cho nó, nhưng mà nó đeo 2-3 cái giống cho nó toàn tay còn tay, nó đưa con nó rồi nó ầu ơ ở gì đó, thấy không? Ban ngày luôn hả chú? Đêm đó là coi như mấy ông đi ban đêm, đi câu tôm là đi ban đêm, mà ban ngày mình cũng thấy nữa, nhưng ban ngày ít quay đi lắm, nhưng mà đi ban đêm mà mấy ông bên đây nè, bữa nay tao vô đó đó tao câu tôm trong đó đó, thì dùng câu tôm cho nó hớt không kịp luôn, ông hớt không kịp luôn. Nhưng mà mấy ông cậu thì ở lân cận kế bên nha, chứ không có đâu xa, mấy ông đi hớt tôm thì coi như chặn dạng là đi rồi. Mà hồi đó hất tôm bằng cái trái dừa mình á, móc trái dừa mình á, rồi thả vô, đâu có nhiều, tôi chừng vài chục lưỡi à, mà mất sức đó, mỗi một lưỡi câu như vậy đó hả, chừng 3-4 con tôm nó đeo trong, bởi vì lúc đó nó đói, tôm rất nhiều, cá nó quá nhiều, không có mồi ăn, mà nếu mà để thả mà mồi vô đó rồi cái nào nó đeo rồi một sức nó mất, thì nó không có cái vợt, nó không làm cái vợt. À, chừng ba lớn vậy, rồi thọc vô xúc, mà tôm không phải như tôm nhỏ mình như bây giờ, rồi tôm càng không đấy. Quá trời cá tôm hả? Đó nói là cái như nói chung là nó cái khu vực đó đó, là nó cái hầm cá của mình nuôi là chưa bằng, nó lười con vậy đó. Ông mới hớt tôm, nó trên cây cho nó đi đưa giọng cho nó, con nó khóc. Ông này đó thì ổng cũng nhát chứ không phải là ổng mạnh dạn gì đâu,
Hôm nay thì con nín đi, để chút xíu nữa chú á mà hớt tôm hồi đó cái gì mẹ con mình xuống dưới ăn. Ông này thì ông nghe nó nói chứ không phải không nghe, thì cứ giận hết. Nhưng ông cũng mạnh dạn lắm nha, lúc đầu ông cũng mạnh dạn lắm mà ông không sợ. Nhưng mà chạy nó đã bay xuống rồi, và xuống xuồng lắm rồi, thì dùng tôm rồi hớt rồi bỏ ngoài ống ngoài chứ đâu có bỏ trong sạp trong rộng gì đâu, cứ hớt bỏ hớt bỏ. Hai mẹ con nó xuống rồi, xuống ngồi ngay giữa xuồng đang thì ông hớt, ông thấy hớt thấy ông không có để. Vì rồi hai mẹ con nó ăn ăn còn vỏ không thì nó lột vỏ bỏ đó luôn. Cái chợ ông quay lại ông thấy hai mẹ con nó ngồi đó nó ăn, thì coi như cái xuồng đó có lớn hồi đó đâu, cái xuồng đó có lớn đâu, nó chở khoảng chừng chục giờ lúa, mười mấy giờ lúa thôi. Rồi quay lại ông ấy, trời ơi tao hết nhiêu mà mày ăn hết nhiêu rồi còn đâu nữa, tao đem về tao bán đó, rồi tôi ăn hết rồi, tôi ăn no rồi thôi tôi nghỉ. Thì nó bay lên trên là cây, bởi vì trong khu vực đó là nó xung quanh là cây, trong cái gốc cây không à, chứ không đi ra ngoài được, đâu có ra ngoài, ra ngoài thì đồng trống, nhưng mà trong khu vực đó là cái lung, nó cũng như cái lung đó là khoảng 10 công đất, nó cỡ 10 công đất chứ không phải là nó nhỏ. Rồi vô đó rồi nó ăn rồi bắt đầu chớp thì nó nhảy lên, nó đi rồi mất rồi, tới sao phạt nhảy xuống. Mà ông hớt bao nhiêu thì nó ăn hết nhiều, ông mới giận quá đi, ông mới rút cái giận ông quýnh, mà quýnh được nó đâu. Và ông quýnh nó rồi đó, là cái như ông đâu có, mà dân đó là dân không phải là võ mà võ thường mình, còn võ rừng chứ không phải là võ bây giờ đâu, không phải bây giờ mà nói thái cực đầu đâu nha, là võ rừng đó. Bây giờ đấu với ổng cũng đấu không lợi, rồi ông quýnh rồi đã rồi, ông sợ rồi, lúc đó ông sợ rồi, ông bỏ ông bơi xuồng về, rồi ông bơi xuồng về nó được tới nhà không? Bởi vì ổng quýnh nó rồi, thì cái như trong xuồng ổng là cái như còn vỏ tôm không sống còn nữa. Ông về nhà ông trong bụng nằm ông nói với vợ, nói rồi tao hớt tôm bao nhiêu rồi mấy con ma nó ăn hết rồi đó. Thì bà vợ bà như vậy rồi bà nói ma đâu, tôi không thấy mà nghe ông nói không, bà có ở đó đâu mà bà thấy, như tôi ở tại đó một chút xíu là được theo đi. Bây giờ nó thua, nó thất bại rồi, bị ổng quýnh, nó dám vô tới nhà luôn. Thì sao thế mà nói là nếu kể bây giờ đó là từ cái chỗ mà ổng hớt tôm đó lại nhà ổng đó, nó chưa quá được 100 thước, nó chưa được 100 thước. Bây giờ đã cái khu vực đó là ổng đã lành hết rồi đó. Khu vực đất mà ổng đành hết rồi, cái lung nào là ổng đành hết rồi, nó dám vô tới nhà, nó kêu cửa. Hồi đó nhà không có cửa đâu, mình nói có đó rồi tôi nói hơi thêm, nhà hồi đó không có cửa à, người gì sống lộng gì nè, nó vô nhà ông mới quýnh tôi, bây giờ ông vô đây ông trốn hả, ông nằm cho co, ông chung vô mùng ông nằm cho co rồi, ông sợ mà lúc đó ông sợ rồi, lại ngược lại tới nhà luôn, tới nhà luôn. Nó kêu khỏi kêu ra ngoài gì, vô nhà luôn. Trời ơi. Nó vô tới nhà, bây giờ ông ra là tôi em quýnh nữa nè, ở đây mày ăn tôm tao hết rồi còn không nữa, bây giờ tao về nhà đó mà ông ăn cho coi, vô làm cho coi. Hồi đó nó không có mùng mình như bây giờ đâu, chỉ nếu ông nào có khá đi nữa là đắp chiếu thôi, có chiếc chiếu mình đắp thôi chứ còn để ngủ hả? Khi ngủ đắp chiếu rồi chứ không có vụ mền đâu. Không, hồi đó không có mền đâu. Rồi kéo cái chiếu ra đắp, rồi ông chụm lại đó. Nó kêu, bây giờ nè, ông mới quýnh tôi phải không? Bây giờ ông ra nè, tôi với ông là chơi đi, quýnh nữa. Ông lo ông co rút không, ông sợ rồi. Ông nằm cho co rồi, ông có ra. Rồi đó gần sáng rồi, đó là gần sáng rồi. Cái sáng mà đi lại cái ông kế bên uống nước trà. Uống trà với ông mới kể,
nó đụng hôm đụng nó rượt tao tới nhà à, mà lúc đó là tao có rút dầm tao quýnh nó rồi đầu tao mới về ổng kể nha, rồi tao về cái bắt đầu nó rượt tao tới nhà luôn, nó rượt tới nhà như vậy là tao nằm trong kho tao không dám chung ra, mà nó kêu kể như mình là người phạm mình kêu thôi à, chứ không phải nó nói chuyện y ra như mình vậy nè, chứ không phải mà nó kêu ra tiếng thảnh thoát vậy hả? Ừ, ra tiếng thảnh thoát luôn. Bây giờ ông mới quýnh tôi. Ba này quá lộng hành nè. Thì có chỗ đó ban ngày cũng vẫn thấy luôn. Đó, nếu gì nó thành quỷ luôn hết năng. Nó kể rồi. Như nó là thành quỷ rồi. Hỏi chứ nó tại sao nó có con? Hỏi ma mà có con. Nó đưa giọng lên chảnh trên đọt cây cho nó. Cả hãy chảnh rồi con nó khóc. Nó mới nói nín đi, chút nữa có mấy ông kia là câu tôm cái mẹ bồng con xuống đó ăn con ăn tôm rồi nó ăn còn vỏ không dùng ma với quỷ mà nó ăn đồ ra đâu chín rồi nó kể cái ông này kể cho ông hàng xóm nghe cái ông hàng xóm nói mày sợ tao nè để tao đem nó tao lại đó nè. Thì mấy ông này cũng đồng nghiệp nhau đi giáng cấu nhưng mà chưa ở cái ông sau này ông chưa vô đó tôi là bị rồi ông này mới mà nói mày cũng nói ngon nha để tao là đêm sau là ông vô bố câu thì giác chặn dạng thì vô bố câu rồi thì nó muốn nói gì tới á nhưng mà có thể ông dòm lên trên đọt cây chẳng có thấy đủ bây giờ cũng như người ta mình mà người thiệt mình mà đưa giọng cho nó ông vẫn thấy nữa. Nhưng mà ông cũng gan dạ ông nói thách thôi kể như nói phách lối vậy đó. Tao không sợ nữa đó. À, tao không sợ con đó. Rồi ông có dám chọc phá gì không chú ạ? Không chọc phá, cũng vẫn giang câu. À. Cũng văn y đang vòng vòng đó. Nó mới xuống. Rồi nó xuống rồi đó nha. Nó xuống rồi sao lái ổng rồi. Là chẳng ăn rồi cái như là 7-8 giờ. 7-8 giờ tối nha. Thì xuống ngồi sao lái đó. Nó ông ngon á. Ông câu tôm lên cho mẹ con tôi ăn nha. Chứ mà ông... Rồi chống cho tôi đang là cái xuồng ông chìm luôn. Nó dám nhận xuồng luôn. Ông này thì ông ngó ngang rồi, ông ngó rồi sao ông thấy rồi. Thì ngó sao lấy đó, ông thấy rồi. Ông có nói năng gì không? Ông nói, tao lại đây tao câu tôm. Bây giờ mày có ăn nhiêu mày ăn. Chứ mày đừng có chọc ghẹo tao là tao quýnh mày. Thì trong lúc cái xuồng của ông có cái sào. Là cái sào đó khoảng chừng 3 thước à. Đem sao chứ. Bây giờ ông câu tôm đó. Lên ăn cho mẹ con tôi ăn. Ông này nó tỉnh rồi, câu nhiêu thì nó quất hết nhiêu rồi. Dùng thứ ma quỷ nó ăn mà. Nó ăn cái bọn nó ăn không còn trễ mà. Thì trong, bây giờ hồi đó là cái xuồng á. Mà cái trong chỗ ngồi này có cái sạp. Mà ngoài cái sạp đó, đó thì nó trống lỏng à. Chạy hớt tôm là thảy, hớt tôm thảy đó. Chứ đâu có sạp, xuồng gì đâu. Thì ngồi đó nó ăn rồi. Rồi mới nói với con nó ăn no đi con. Rồi bắt đầu mình lên ngủ. Ông này đó, ông còn tệ hơn ông trước nữa. Ông sợ rồi. Bởi vì nó hiện hình mà. Thấy không? Chứ ông ấy đi. Trời ơi, trời đủ mà tao hớt tao bao nhiêu là mày ăn hết tao bao nhiêu rồi ngày mai tao lấy gì tao ăn. Nói thì ông hớt nhiêu tao ăn nhiêu đó. Ông rút dầm ra ông quýnh. Quýnh nào quýnh vô xuồng không? Có quýnh nó đâu. Rồi nó bay lên nó nhận, là chiến đó nó nhận xuồng ổng luôn. Nhưng mà nước cạn nha. Nhận xuồng ổng cái bắt đầu. Ổng vô ông lắc xuồng. Thì nó bay mất rồi, nó đã biến mất rồi. Rồi coi ông ấy tán nước xuồng ông bơi về ông la làng. Bơi về dài số, la làng, đụng con ma đó. Nó làm tao quá trời rồi, nó nhận xuồng tao luôn. Chú ba gần chỗ cầu bà chủ có cái miếu mà giữa đồng là cái miếu đó, miếu gì chú ba? Miếu nằm ngoài giữa ngoài đồng nữa không có giữa đồng đâu có nằm ở ngay chân cái đầu dàm dạ, đầu dàm cái đó dàm, là miếu gì chú ba miếu ông tà cái ông tà là sao chú ba dưới nước đó hả ông tà là nó là cái đó linh hay là sao mà người ta hờ giữa đồng vậy chú ba nó không có nằm giữa đồng nhưng mà nó nằm ngay chân đầu kinh là cái đầu kinh nhầm nha dạ. Ha nếu nói giờ chắc có lẽ mày nghe người ta nói gì con có đi qua đi lại con thấy nó nằm chịch cho mày ruộng á
nó không có về luôn, nhưng mà nằm mày xong cái đó là sao mà người ta lại thờ miếu ở đó vậy chứ ba, có câu cái chuyện miếu gì đó lên là không cái ba? bộ chuyện là câu bà chủ á. Hồi đó là bà chủ thì coi như bà nằm phía 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 ngoài này nè, mà nói chừng Thành nó biết à. Bà chủ hồi đó cái vụ mà cái nhà máy đó là con của bà chủ, nhưng mà sau này mới thành lập cái nhà máy đó. Nhưng hồi trước là cái nhà có nhà bà ở trong không có trong á, nhưng mà thành lập cái miễu đó là hồi xưa đó, là cái đời là đời ông nội ông ngoại của mình rồi. Bây giờ thời gian sau này nè, bây giờ nói hiện giờ nè, là đình còn đang thỉnh gì đó. Wow, có biết cái vụ đó Dạ không, chú ba biết, chú ba kể cho con với không? anh Thanh nghe đi. Như vậy là coi như là nó nằm trong khu vực Cần Đăng. Bây giờ ơi, cái miễu đó là nằm phía này là bên Cần Đăng, bên kia là Bình Hòa đó. Thì nằm ở chân đầu vàm. Bây giờ Cần Đăng này đó, nói vậy đó, nếu không linh thì coi như cái xã Cần Đăng mình nó là bên mà cái sự đình này không bao giờ dám thỉnh. Bây giờ thỉnh giờ để cái chân cái voi, phải không? Biết cái chân cái voi không? Cái chân cù lao đó vậy. Cái cồn mà giữa sông đó đúng không chú ba? Đó, Có bắt cầu qua bắt hai cầu đó. Thì đó là thỉnh là cái miễu đó thì về đó đó. Nhưng mà lúc mà chú biết á, cái miễu đó nhỏ xíu à, không có lớn, có thể là dung dứt cỡ một chừng thước gì đó, là nằm ở ngoài mấy sông rồi. Cho nên bây giờ giờ nó phải làm cái chân bơm, nó làm cái chân bơm đó, cái chân mà đầu khinh đó, rồi chân bơm mà nó bơm vô cho mà nhầm nhà bơm lớn lắm. đó. Thì nó kể như nói là từ tiếp thu tới giờ, là từ tiếp thu nó mới có là nó khai thác cái này đó, chứ miễu nó có nằm ở dòi ngoài sông á. Bây giờ cái miễu ở chỗ cũ đó nó vẫn xây lớn lên, có ông tà bà tà luôn hay gì chú ơi? Chú ba nói là cái miễu đó miễu khác rồi. Miễu con hỏi chú ba là ở trong cầu bà chủ á, trong kinh trong á, trong đường vô HP5 á, nằm ở giữa đồng. Còn chú ba nói cái miễu cặp mấy sông phải không? Cái này nằm ngoài sông. Cầu bà chủ mà cầu trong đó chú ba, Cầu dấu cầu trong á, trong là cầu cầu nào này? đường quốc lộ mình nó đi vô, cầu cho trường học đó, cầu đường đi vô đường xuống kinh ba xã. Ở tầm rồi bên này á hả? Cái đó Dài thì nó khác dài rồi, nằm dài dưới nước. đây nó khác rồi. Cái đó là bên ba xã Vậy thì không biết cái miễu đó. đến đây thì con và anh Thanh vùng bảy núi cũng xin cảm ơn chú ba rất là nhiều. Hôm nay đã kể cho con cùng với anh Thanh, cùng với quý khán giả ở trên kênh được nghe một cái mẫu chuyện rất là hay. Thì xin phép chú ba và quý khán giả là sẽ kết thúc video này ở đây. Và hẹn sẽ gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.